always on my mind, all day, just all the time. You're everything to me, brightest star to let me see. You touch me in my dreams, we kiss in every scene. Tươi ấy cũng không ngoài nên
trăm đường, trăm đường, ý ý trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi câu đã vàng. Ơ, đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài. Gặp bên đường mến nhau ngay thật mà yêu thương ở sớm chiều. Ơ, thương nhau thì ta biết để đâu chứ cho vừa từ vừa. Chẳng tham em chẳng tham áo sâu sâu, chẳng tham mà phấn em hồng tươi ấy cũng không ngoài nết na em trăm đường, trăm đường, ý trăm đường. Biết nhau cũng bởi tâm đầu, mến nhau cũng bởi mà đôi câu lặng yên nghe con tim với yêu thương nồng say như trời vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi dừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao giữ em tay trong tay, những yêu thương nồng say khi bên nhau, làm sao giữ phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo than đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn lòng không nói nên lời. Hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu
cho chúng ta một đêm phút giây còn mơ. Dùng hợp đào chống rượu, thưa bên nữ tộc là cũng như ngàn đây là được thầy cho phép của gia đình thì ban để lòng lễ cho hai cháu thì gia đình dùng lễ vật năm quả, đang nói là quả thứ nhất là quả đào ca, quả thứ nhì là quả cờ đèn, quả thứ ba là quả nêm giỏ, quả thứ tư là quả trái cây, thứ năm là quả nồng. Thì đúng là bầu mà cái ông trường hơi chặt cho nên đúng là mình để giới thiệu thành phần nhiều thông dân đi trước rồi thôi chừng xin phép cái nhà nữ thông tỏ cái rồi chặt nên mình ra giới thiệu sau. Thế sau khi nhà nữ mà nhận lễ vật trang thì tôi cũng mang uống là mời hai bên của gia đình ba má của cháu để lên cho những cái lễ vật cho hai cháu ngày hôm nay, cái là mình về làm lễ cho tiên biết, cái rồi mời bây giờ chúng mình sắp xếp bà con ông của sau khi làm lễ cho tiên xong mình xuống thì tiếp tục tặng quà cho cháu. Quý ông bà, toàn thể hai gia đình, quan viên và hai họ, tôi là chú của cháu Hoàng Anh. Thì cũng thay mặt cho gia đình nhà gái xin chào mừng đoàn của nhà trai đến làm lễ vu quy tại tư gia nhà gái. Thì cũng như ý kiến của bác trưởng đoàn nhà trai thì có lẽ là giới thiệu về thành phần trong đoàn thì sau đấy giới thiệu sau, thì hiện nay là cũng rất là đông ở đây cũng khó. Thì cũng báo cáo với các bác là hôm nay thì như trước hết thì nhất trí hoàn toàn với ý kiến của nhà trai về các phần trao quả, trao các mọi vấn đề của nhà trai, trao rượu vân vân thì cũng hoàn toàn nhất trí. Kính thưa quý vị, thì thay mặt cho gia đình họ nhà gái, chúng tôi xin trao cháu Hoàng Anh về làm dâu, làm con, làm em, làm chị, làm thành viên trong gia đình họ nhà trai. Cũng rất mong các cô, các bác và bố mẹ của cháu Hùng giúp đỡ, tạo điều kiện
để cháu Hoàng Anh trở thành con, thành dâu trong gia đình. Và cũng nhân đây để báo cáo với bên gia đình nhà nội, nhà ngoài, chúng tôi cũng nhận cháu Đăng Hùng làm rể, làm con, làm thành viên trong gia đình nhà gái. Chúng tôi cũng tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để cháu Hùng trở thành con rể, người con, người rể và người thành viên trong gia đình của họ gái chúng tôi. Cũng trong cái buổi mà lễ vu quy này thì cũng hai gia đình chúng ta cũng kết thành thông gia, cũng mong rằng hai gia đình tạo mọi điều kiện giúp đỡ, động viên cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa xin thay mặt họ nhà gái xin cảm ơn và kính chúc quý cụ, quý ông bà, hai gia đình và hai gia đình Xu Gia cùng toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Các cụ bà con bác bà hai bên gia đình ngoại tiếp theo chương trình thì xin thay mặt cho họ nhà gái giới thiệu mẹ của cô dâu lên nhận lễ vật của nhà trai, đưa xuống lễ vu quy của tại nhà gái. Mời mẹ cô dâu, mời con rể là vào tặng hoa cho cô dâu và đưa cô dâu và chú rể xin ra mắt hai họ. Xin mời. So nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Well, heaven hold you. You look so beautiful in white. From now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart, I mean every word. So as long as I live, I love you. We'll have it hold you. You look so She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live and love you, we'll have it all new. You look so beautiful in white. And
Thưa gái, kính thưa toàn thể anh chị em có mặt trong tư gia đình nhà gái hôm nay. Và chương trình tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu gia đình nhà trai của cháu Hoàng Anh lên tặng quà cho cô dâu và chú rể. Cháu Hoàng Anh. Xa bên nhà cháu Hoàng Anh hiện nay là có hai họ, một bên nội và bên ngoại của cháu Hoàng Anh, của cô dâu ấy. Cho nên là trong cái lễ trao quà thì bên nội trao trước, bên ngoại trao sau. Cho nên là chúng tôi giới thiệu là trao quà cho cháu. Thì trước hết báo cáo với các anh, các chị, các cô, các bạn. Thì bà nội của cháu Hoàng Anh hiện nay là đang ở trong nhà trang. Bà không xa được. Thì bà có ủy quyền cho tôi trao quà chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Tiếp theo chương trình thì với chú Dũng thứ ba hiện nay cũng trong Nha Trang, chú cũng không ra được, cho nên chú ủy quyền cho tôi trao quà hạnh chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Chị Loan, chị Loan, chị Tiến, chị Chiến cho dì thứ bảy đại diện trao quà cho cháu cháu. Cô Tiến, cô Tiến, cô Tiến, gia đình. Tiếp theo là gia đình cô Tú Lan Thắng trao quà chúc mừng hạnh phúc hai cháu. Đây cả nhà nhìn ạ. Tiếp theo quà của cô Tân đang ở Nha Trang hiện nay cũng không xa được, ủy quyền cho cô Thắng là chị gái trao quà cho hai cháu. Tiến cũng ở Nha Trang hiện nay không ra được, ủy quyền cho cô Thắng em của cô Tiến trao quà chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Cháu Quý Lễ trao quà chúc mừng hạnh phúc cho anh chị. Cháu Quý Lễ là con của cô Thắng hiện nay ở Đà Nẵng. Làm như nhìn lầu, nhìn lầu. Rồi, xin chào. À, từ từ nào. Thế. Cháu Quyên. Em Xuân Hưng thì hiện nay đang ở Vũng Tàu, không ra được, cũng gửi quà chúc mừng hạnh phúc anh chị. Gia đình nhà cô chị Lan, gia đình nhà chị Lan. Chị Lan. Chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Về chứ. Tặng quà cho cháu, kế tiếp là mời anh Văn Chị Nguyệt đại diện cho để anh Văn Chị Nguyệt. Rồi, cảm ơn anh Văn Chị Nguyệt và gia đình bác bá. Tiếp theo là gia đình bác. Rồi, bác trai nhìn con. Đây là cái nhà kia tươi. Anh ơi. Sau gia đình Trần Phương. Thế nào? Mời gia đình Phi Long, chú dâu, cậu lên tặng quà mừng. Đây này, tươi, 3, 2, 1. Rồi. Tiếp theo mời gia đình nhà Hà Trang, hai cháu Hà Trang lên mừng hạnh phúc. Sau Hà Trang mình Khánh Trang. Rồi tươi nào, 3, 2, 1, tươi. Rồi xin cảm ơn, tiếp theo mời gia đình Khánh Trang. Sau Khánh Trang là mời Thủy Hạnh. Đây là 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2.
gia đình nhà bác Hương Lâm. Thứ tư nào, 3, 2, 1, rồi. Ở xa cũng tới được, lên tặng quà cho hai lần, có dân. Đây, thứ ạ. Em cũng làm đây, thứ tư ạ, thẳng lên, 3, 2, 1, rồi. Mời gia đình anh Đường chị về. Sau anh Đường chị về là mời. Để trong ông Đường tôi đại diện cho họ Nhật ra thì nói chung là đất nước dịch bệnh. Hôm nay cũng ông bà, chú bác, cô gì, anh chị của bên nông bộ bên nữ cũng về có mặt hôm nay là cũng còn hạnh phúc cho hai cháu thì tôi không biết nói gì hơn, xin chân thành cảm ơn. Và sau đây thì nói chung là công việc cũng đã xong thì tôi cũng thông bố bên nhờ ghế là mời nhờ ghế cũng như là chính trị tinh thần là đúng y 9 giờ là cho gia đình bên Nhật Tre để bên Châu để về gia đình để lùm để gia tiên bên gia tộc nhà nông thì tôi xin hết chân thành cảm ơn. Treo tút trên cao ánh sao trưng muôn ngọn nến lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang thấy em đua nhau hòa đàn. Em thấy không em, em thấy không em, em thấy không em, quê hương ta ơi quê hương tuyệt vời, quê hương tuyệt vời. Gió mát trăng thanh, ôi gió mát trăng thanh, dù tình ta như sóng dù con. Tuyệt vời nước mắt hoa thơm, ôi nước mắt hoa thơm, được tình ta đi tới giấc mơ tuyệt vời. Em theo anh đi về, về quê hương ta đó. Em theo anh đi về, về quê hương đậm đà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hơi em theo. Che mắt đôi ta có con
chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em, theo anh vào nhà. Hôm nay ngày 21 tháng 5 dành ngày 22 tháng 5 Tháng 9 năm từ ngày xưa đến nay tai lớn lên lấy mời đó đã chờ được trừ đồng ý từ chính quyền địa phương, được trừ thống nhất bộ thầy ba gia đình. Hôm nay ngày là ngày tốt hai mươi giờ được thành không lễ và vui của đồng bào đang học học và hóa hóa. Ở tiếp đây xin được xin mời đồng ý các bạn được không được xin mời đầu đèn nghe rõ này. Và để mới xin được đó là ai trước xin mời người bây giờ ra là bác của quý vị bà là chú của quý vị và đây là bắt đầu luôn đứng đây cho bên nhà ghế và người tiếp theo là bà nằm ô và tiếp theo là ông ngồi ông tạm ngồi và tiếp theo là bà đầu tô và đây là bà ngoại của chú rể và đây là ông đầu tàu của chú rể còn ông sư và tôi thì nghĩ rằng là có thai của chú rể là đúng trong này thì mọi người đã rồi thì cũng giới thiệu là chúng mình rất là nhiều lắm nhưng mà không cả đại diện mọi người thôi thôi thưa các cụ các ông các bà thưa toàn thể hai gia đình ta cùng đón ngày mai, ta từng nghe sau cơn mưa lá trên xe nắng lại, như lời nhớ anh đã nói ngay từ phút giây đầu chung.
Để xin lỗi các bạn đã lại nhiều mà bạn chỉ để cái đời ấy không cho để ba đi với rồi mình đầu nước chắc cho chúng tôi cái bắt tay gì con à tươi ba hai con tươi nào chi cơ mà trong một phần bảo vệ đấy cho nhau bảo vệ thể thao không hàng hàng đều hoàn toàn ba gì con tươi rồi chi cơ mà trong một phần bảo vệ đấy cho nhau bảo vệ thể thao không hàng hàng. Hai tươi, ba, hai, tươi, tươi. Chọn đi là một trong những bài hát của anh em của em rồi. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn. Xin chào dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi nhé. Xin chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu phải không đâu.